chào mọi người nha. Mình đang ở trên đường Hải Thượng Lãng Ông, Hải Thượng Lãng Ông của quận 5 nha mọi người. Trên khúc đoạn đường này là tập trung rất là nhiều cái tiệm thuốc Tây, tiệm thuốc Nam. Mình lộn, đi mệt quá giờ nói chuyện tùm lum. Mình quay cho mọi người coi nha. Ở đây có một đoạn đường rất là ngắn thôi, khoảng tầm 2 cây số thôi, nhưng mà tập trung rất là nhiều tiệm thuốc Nam nha mọi người. Các tiệm thuốc Nam đều tập trung ở đoạn đường này hết á. Còn đa số những chỗ khác người ta bán thuốc Tây không à. Ở bệnh viện cũng bán thuốc Tây không à. Mà thuốc Tây nhiều khi có nhiều người không có chịu á, với lại uống nhiều khi nó nóng lắm. Nên có thể là mọi người chuyển qua uống thuốc Nam thử coi sao. Đoạn này là Hải Thượng Lãng Ông giao với là Võ Văn Kiệt, đại lộ Võ Văn Kiệt đó mọi người. Mọi người tới Hải Thượng Lãng Ông giao với đại lộ Văn Kiệt, Võ Văn Kiệt là thấy cái con đường này à. Hoặc là mọi người tới vòng xoay Châu Văn Liêm với lại Hải Thượng Lãng Ông. Giờ mình vòng lại nha. Giờ mình vòng lại bên kia đường nha mọi người. Rồi bên đây cũng là các cửa hàng bán thuốc Nam luôn, hai bên đối diện với mọi người. Đây, ở đây người ta có nhận cho xay thuốc nữa nè mọi người. Cửa hàng bán thuốc Nam rồi nè. Người ta có bán cam, mà cam khô, cam sắc lát, xong rồi phơi khô mọi người, chanh phơi khô luôn. Có la hán quả nữa nè. Bán la hán quả, linh chi rồi rất là nhiều. Đây nè, mấy cái thuốc người ta bỏ vô bao, người ta để phía ngoài quá trời. Ở đèn đỏ là mình dừng lại chút xíu rồi mình chờ tiếp. Phía trước là đường Triệu Quang Phục với Hải Thượng Lãng Ông. Đây. Ở đây có bán các nguyên liệu giống như là quế, hồi để bán bỏ vô làm nồi nấu hủ tiếu Nam Vang đó mọi người. Quế, hồi hương đó, lá hồi đó, bỏ vô cho nó thơm nồi nước lèo nấu hủ tiếu Nam Vang, phở bò rồi đó mọi người. Ở đây nè, cũng nhiều, còn nhiều lắm. Phía trong hẻm vòng vòng khu Hải Thượng Lãng Ông cũng bán rất là nhiều. Thôi để mình vô trong này coi, trong này bán gì đây. Trong này là khu dân cư thôi. Ôi, trong này bán thùng xốp. Này như bán cá kiển. Vòng vòng trong hẻm Hải Thượng Lãng Ông, trong này bán cá kiển rất là nhiều. Đây. Tập trung nguyên mấy con hẻm ở đường Hải Thượng Lãng Ông luôn mọi người. Chỗ khu mà bán thuốc Nam đó. Bán cá kiển nè, đồ trang trí, mấy cái chậu cá nữa. Đây mình vòng lại mình quay nữa nha. Cá kiển, thức ăn cho cá rồi nè. Rồi bán mồi đi câu. Bán cần câu nữa. Cần câu cá nữa. Mấy cái chậu để đựng cá kiển nữa nè. Nguyên một khu luôn. Nguyên một khu để bán cá kiển đó. Đồ trang trí chậu cá. Thùng xốp để đựng cá nữa nè.
tay. Trời ơi, phát triển đẹp quá. Rồi thôi hết rồi đó, mình về nha mọi người. Bye bye mọi người nha.